Rồi, hello, em chào cả các bác nhé. Thì hôm nay em lại lên cho các bác một video là để thanh lý một chút ít cái hàng trưng bày của nhà em đây các bác ạ. Thì đây, ở một hai cái chồng bên này, thì đây là cái đống hàng trưng bày của nhà em. Trong cái quá trình mà khách đến xem thì nhiều khi bọn em cũng vô tình là cũng vứt cái vỏ đi, mấy cả cũng bị rách vỏ. Nhưng mà đây tất cả đều là hàng trưng bày không có vỏ nha các bác nhá. Con nào còn vỏ thì em sẽ bảo là còn vỏ, mà con nào không còn vỏ thì là em sẽ bảo là không còn vỏ. Nhưng ngược lại, hàng trưng bày bọn em sẽ bán với cái giá thanh lý cho các bác. Các bác mua sẽ được giảm rẻ khoảng tầm 30 đến 40% cái giá trị thực mới ban đầu của nó các bác ạ. Thì đây, đây là tất tần tật như là em cũng giới thiệu qua nhá. Lân tiếng vang viết các thứ là nhà em là có đầy đủ hết này. Tất cả đều là hàng trưng bày. Còn bên đống bên này thì là cái đống hàng mà bị bom hàng đấy các bác ạ. Bị bom hàng thì nó hay thường bị méo quai viết các thứ. Thì thôi thì là cái video em để lần sau. À, cái bên này để em đến sau. Cái chú tâm nhất đây là hàng trưng bày đấy nhá. Tất cả đều là hàng mới 99% này các bác này. 99% nhưng mà bán với cái giá thanh lý cho các bác. Thì ở đây là có vang và lân tiếng. Thì con lân tiếng này em cũng báo giá luôn, con lân tiếng này là thì là 900k luôn các bác nhá. Miễn phí ship mới là tặng kèm cho bác đầy đủ dây kết nối luôn. Gửi về nhà cho các bác là được kiểm tra, được test thử. Xong rồi phải thanh toán. Ok, ưng các bác nhận. Không ok các bác hoàn trả lại em nhé. Còn và đống vang này nhá. Đống vang này thì em báo giá luôn là đồng giá là 1,1 triệu luôn các bác nhé. Đồng giá là 1,1 triệu luôn. Tặng kèm đầy đủ dây kết nối cho các bác, miễn phí ship luôn. Bảo hành cho các bác là vẫn bảo hành 12 tháng nha các bác nhé. Nên là các bác cứ yên tâm các bác ạ. Hàng nhà em có sao là bọn em nói vậy thôi. Cũng nhiều, rất là nhiều bác là cũng mua được cái hàng này rồi. Nhưng mà hôm nay em sẽ mới lên được cái video để giới thiệu để cho các bác là cái đống hàng trưng bày này các bác ạ. Thì bác nào cần thì cứ liên hệ trực tiếp qua bọn em, Zalo bọn em có để ở phần mô tả nha các bác nhé. Giá thì cực kỳ rẻ rồi. Thì tội gì cần gì phải đi mua hàng mới, cái đập hộp làm gì các bác. Đây thì cũng là hàng mới nhưng chẳng qua có con hộp và có con không có hộp thôi các bác nhé. Lân tiếng thì là 900k. Vang thì là 1,1 triệu các bác nhé. Vang thì rất nhiều loại, toàn là vang cơ lai số đời mới đấy các bác ạ. Rồi, bác nào cần thì cứ liên hệ qua bọn em nhé. Em chào tất cả các bác.